Xin mến chào cô chú anh chị ha. Hiện tại đó vị Nhã đang ở Sài Gòn, ở ngay cái chỗ trường Đại học Văn Khoa nè. Ngày nay là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ha. Bên hàng rào trường của cái đường Đại lộ Thống Nhất. Thì ngày hôm nay đó vị Nhã muốn ghi hình cái cảnh trên cái đường Nguyễn Du. Ở cái đường Nguyễn Du nối giữa cái phía mà gần cái cảng đóng tàu Ba Son đó vậy, đi về hướng ngã sáu công trường dân chủ ha. Nhã bắt đầu từ cái chỗ Đại học Văn Khoa này cho nó tiện. Rồi ngày hôm nay mời cô chú anh chị ha cùng lên xe đi với Nhã ngắm nhìn trường La Santa Pe trên đường Nguyễn Du nè, rồi đi dài dài lên ngang cái chỗ nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, rồi lên chút nữa là cái chỗ Dinh Thống Nhất đó, và thẳng lên trên nữa là ngã sáu Phù Đổng hả vậy, ngã sáu Phù Đổng Thiên Vương đó. Ngày hôm nay mời cô chú anh chị cùng đi với Nhã nha. Ở nhà xe quẹo xuống cái con đường này, đường Đại lộ Thống Nhất ngày xưa đó. Nay thì họ gọi là Lê Duẩn đó vậy. Đó, nhà xe quẹo qua cái hướng đường Tôn Đức Thắng đó, mà có bến Bạch Đằng này nọ, và ghi hình và quẹo vô đường Nguyễn Du. Ok ạ. Hay quá luôn. Rồi qua đường về xe ô tô nhiều quá. Đó vậy thấy không? Hình ảnh Sài Gòn ngày nay với cái con đường Nguyễn Du hiện đại, Tôn Đức Thắng chứ. Đó, giờ nó quẹo vào cái ngõ Nguyễn Du nữa vậy. Đây Nguyễn Du của cô chú anh chị, đây có những cái hàng me ha, có những cái hàng me đầy kỷ niệm Nguyễn Du. À cái đoạn này có bệnh viện nữa thì phải, lâu quá rồi Nhã cũng mới đi cái đường này thăm lại. Chỗ vàng vàng này là cái gì? À cái tòa nhà gì đó vậy ơi. Đó hình ảnh mà cô chú anh chị đang xem á là cảnh nhà chạy xe trên đường Nguyễn Du ha, có những cái hàng me, những cái cây cổ thụ rất là đẹp luôn. Wow, hàng me công nhận đẹp ghê thiệt chứ. Đó, giờ là quanh kia là bệnh viện Nhi Đồng đó vậy. Bệnh viện Nhi Đồng ha. Đây, bệnh viện Nhi Đồng 2. À, không biết ngày xưa nó tên là cái gì, giờ là bệnh viện Nhi Đồng 2 ha. Đây à, cảnh bà con uống cà phê ăn sáng à, ở quanh khu vực bệnh viện Nhi Đồng 2 nhớ vậy. Trên đường này là có La Santa Pe nè, trường La Santa Pe, ngày nay là trường Trần Đại Nghĩa ha. Wow. Quý vị thấy không, đường hơi nhỏ ha. Có lẽ là đường này hơi nhỏ, từ xưa tới giờ một chiếc xe ô tô đậu phía trong là coi như ở ngoài muốn kẹt xe luôn á. Nó chạy lên ngay đây là ngay ngã tư giao lộ cắt ngang với đường Hai Bà Trưng nữa vậy. Hồi xưa cô chú anh chị mà đi học ở trường La Santa Pe chắc là sẽ đi cái đường này nhiều lắm ha. Ủa không lấy cái chỗ vàng vàng hồi nãy ta, vậy là nhã qua rồi hả? Ở đây có chỗ vàng vàng nè,
Rồi nhớ chạy qua trường La Santa Pe rồi vì ơi. Ổn quá. Mốt có dịp bây giờ chắc phải mốt có dịp phải đi bộ quá. Còn đây có nhà thờ Đức Bà Sài Gòn ha. Đó, cho cô chú anh chị ngắm cái đi. Nhà thờ Đức Bà. Đó, biểu tượng của Sài Gòn mà. Vẫn còn rào chắn. Vẫn còn rào chắn nha cô chú anh chị. Vậy thấy không? Khung cảnh Sài Gòn ngày nay. Đó, nhã sẽ quẹo một vòng quanh cái chỗ nhà thờ Đức Bà này. Quanh chỗ nhà thờ Đức Bà ha. Quẹo qua đường Nguyễn Du lại. Coi như bầu cho cô chú anh chị ha. Bởi vì ngay cái chỗ trường La Santa Pe bây giờ nó thay đổi nhiều quá nên là chạy khúc đó không để ý là nó bị lướt qua đó vì rất là tiếc ha. Rồi đi tiếp thôi. Ồ, xe này cho nó cua cái đường này thì hơi bị căng nha, hơi bị căng. Rồi, không được chạy lên đây. Đó, giờ nhá quẹo đường Nguyễn Du lại nữa vậy. Cho cô chú anh chị ngắm tiếp ha. Đường Nguyễn Du. Đó, cái hướng này là đến lên ngã 6. Ngã 6 Phù Đổng. Để mà đi khu phố Tây, Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, khách sạn New World, chợ Bến Thành rồi đó vậy. Mới chạy ngang đường Pasteur. Nó nhà tập đọc tiếng Anh cho nó chuẩn đó vậy. Vậy theo con đường của những cái hàng me ha. Đường của những hàng me. Đó. Ai hay qua luôn chiếc ô tô ơi. Qua luôn. Còn đây là cái cổng sau của Dinh Thống Nhất Sài Gòn. À, Dinh Thống Nhất Sài Gòn ngày nay là Dinh Độc Lập nữa vậy. Cổng sau ha. Có dịp vô đó cà phê quay phim cho cô chú anh chị xem. Quá đẹp ha, con đường của những hàng me. Nhìn ngỡ ngàng thiệt chứ. Trung tâm hội nghị 108 Nguyễn Du. Đó cô chú anh chị thấy cái cảnh trên đường Nguyễn Du ngày nay á, nó có thay đổi nhiều so với ngày xưa không ạ? Đi tiếp thôi. Đây là đường Huyền Trân Công Chúa cắt ngang. Lên trên đây rồi đó vậy, nó có cái rạp chiếu phim nữa. Rạp chiếu phim Nguyễn Du ha. Còn đây nó có gì nè? Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Có cái trường dạy nhạc đó vậy. Đó, đi thẳng xuống đây là đường Nguyễn Du đây. À, hay. Đó, vậy theo Nguyễn Du ha. Ồ, hai người nước ngoài đang du lịch. Có lẽ là họ qua Việt Nam lâu rồi ha. Bởi vì chuyến bay quốc tế thì đã tạm gần lâu rồi, làm sao họ qua được. Ở đây có nhà thi đấu Nguyễn Du nữa vậy. Để chạy lên đây cho cô chú anh chị xem ha.
nhà thi đấu Nguyễn Du đây. Các bạn thấy không? Ở trong đây có rạp chiếu phim này nọ nữa đó. À hi hi. Wow. Nhiều kỷ niệm ha. Rồi, nhà sẽ chạy tới cái phía trên cho hết đường Nguyễn Du này luôn. Đó, hình ảnh cô chú anh chị đang xem á, là cảnh trên đường Nguyễn Du. Đó, cái đường có rất là nhiều hàng cây me đẹp ha. Đó, cây me á, là một cái loại cây mà phải nó trồng rất là lâu luôn đó vậy, nó mới lớn như vậy. Đó, thì nhà cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị ha. Đó, những người khán giả đã luôn đồng hành cùng nhà. Còn khúc này là rạp hát trống đồng. Đó, rạp hát trống đồng nữa vậy, người thấy không? Khu vực quanh gặp rạp hát trống đồng đây. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị nhiều nha. Chúc cô chú anh chị khỏe nha.